Rồi chào các bạn, thì nhà mình mới đi siêu thị về, trong lúc đang chuẩn bị xếp đồ thì bạn nhỏ đã bày ra hết những cái đồ đạc mua siêu thị đây các bạn. Và bạn làm luôn một cái siêu thị mini ngay tại đây, thì quay luôn cho các bạn xem nhé. Các bạn thấy không, nhiều khi những em bé nhỏ có những cái trò chơi mà mình không có ngờ đến được là bé làm gì luôn. Tôi đi ra xô, tức là đây là phúc ngộ hứng của các bé luôn á. Nấu ăn hả? Thì bây giờ các bạn thấy không, tức là bày ngay ra luôn sàn ở bếp nữa thôi được rồi. Thì đây là các bạn thấy là có đây, bạn sushi đang ngồi đây. Đừng móc gậy hư nè. Đây là bày ra ngay luôn sàn bếp luôn á. Đâu mua hàng đi, xuống mua hàng nhá, mua hàng cho em đi con. Đâu mua nhiều quá rồi. Ok bạn, hello, nói lớn lớn nha. Bạn sushi bán cái gì? Sushi con nói lớn lớn lên con. Mắm hả? Mắm đủ loại đồ luôn. Vậy hả? Có giá cùng cái đó. Cái gì con? Bánh cây quá. Bánh cây quá hả? Còn gì nữa? Rong biển, có con sỏi nè. Đây cho mẹ đi. Rong biển gì ta? Mẹ mua rong biển nè mẹ, cái túi không thấm con à. Đây các bạn, để mình quay toàn bộ cái khu siêu thị mini đây. Rong biển hả? Trả tiền nè. Trả tiền luôn ha, tiền đâu trả. Đây trả tiền luôn ha, tiền trả nha. Nhiều khi mấy em bé nhỏ có những cái trò mà mình cũng không có ngờ đến được đâu các bạn. Rất là vui. Đang leo hoay đóng cửa trong này định dẹp cái mấy cái đồ mình đi siêu thị, thì vào tới nơi là thấy nguyên một bãi chiến trường, bé đã bày ra hết như thế này nè. Hello. Nó đang chờ em trả tiền á. Vậy hả? Chị Su mua gì của em nào? Em trả tiền nè. Hello. Trả tiền nè. Chơi con vậy. Chị Su mua gì đó? Chị Su mua gì chị Su? Ủa hai bịch sao nhiều thế? Quả ớt đâu? Quả ớt màu gì? Quả ớt màu gì? Brown. Màu gì? Brown màu nâu. Đâu cái đó màu nâu. Màu nâu. Cái đó mà màu nâu gì? Màu nâu. Cà rốt này. Cà rốt này. Tính tiền đi. Cái đó cái gì con? Em bấm tính tiền đi. Từ từ tưởng tượng ra luôn rồi. Cảm ơn con. Mua gì nữa? Mua gì nữa hả? Cái máy tính tiền đó à. Đó là cái gì? Đó là cái gì vậy? Si bán gì cho chị hai vậy? Dưa leo. Mua gì nữa? Mẹ muốn mua gì đó hả? Mẹ muốn mua cái để tự em lấy, tự em lấy nha. Cái đó cái gì Si? Nó ăn. Nó ăn hả? Wasabi. Cũng không trả tiền hả? Ơi bán cho mẹ cái này đi, cô Mai đi. Mẹ nướng nha. Nướng tôm. Nướng châu hả? Ờ. Bi bi bi. Rồi, cảm ơn mẹ. Cho hai mua ba bịch này đi. Ba bịch. Bi bi hả? Bịch bi bi mà. Bi bi bi. Cảm ơn chị. Mua được mấy cuốn sổ luôn nha. Mua gì nữa? Mua gạo đi, bán gạo đi. Bán gạo hả? Gạo nông tính. Nhiêu tiền cái này? Bao nhiêu tiền gạo? Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền bán gạo ha? Mình mua không cần cái tiền đâu. Mua gì nữa hả? Mua gì nữa? Một kem đánh răng kìa. Kem đánh răng cho mẹ yến, cho mẹ yến. Đó, cô phát hiện nãy giờ nha. Lúc nào cũng nhớ bấm tít 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 để tính tiền, nó chưa quên nào đâu. Mua rau. Mua rau các bạn ơi. Mua rau các bạn.
Mua rau các bạn ơi, rất đẹp các bạn ơi. Rồi ok thôi, cái đó đừng có bấm tính tiền được không? Hay là phải bấm? Không sao, nó thật tưởng tượng. Cảm ơn Si, cho hai bán, đi. Bán con nuôi đi. Mấy tính tiền của người ta mà kêu cho. Hết gì bấm rồi. Cái đó là cái gì? Si đang cầm cái gì đó? Bánh mì. Mì. Mì không, có bánh mì đâu. Cảm ơn. Bây giờ mẹ mua cái cô áo hồng nó bán cho mẹ đi. Dạ. Đâu cô áo hồng đâu? Búp bê đó. Không phải búp bê, mẹ nói bạn mẹ mua cái cô gái đó đó. Cô gái này nè. Để nó tự nhận. Mua luôn cái áo luôn rồi giờ mẹ bây mua giờ cái mẹ áo. Mua cái áo của cô đó. Đó. Gì? Bánh. Không, mẹ không có bánh mà mẹ mua cái áo màu hồng đó đó. À, mua luôn. Dạ, hai mua hai này luôn đi. Hai này. Hai này. Hả? Ừ. Rồi đó gì bấm. Không, hai mua đây. Đó mà. Đây. Giờ mẹ muốn mua cái áo luôn kìa, cái áo của con. Bây giờ mẹ muốn mua cái áo màu hồng đó. Rồi giờ sao? Hai muốn mua cái này. Rồi bây giờ mẹ muốn mua cái áo. Không. Bây giờ mẹ muốn mua cái quần. Sao vậy? Sao vậy? Tại sao không bán? Rồi xong chị hai đã mua xong rồi. Ok, rồi bán xong hàng chưa con? Ủa bán xong rồi không nhặt tiền, bỏ tiền luôn vậy hả? Cắt tiền. Cắt tiền hả? Đó, hay chưa? Cắt cái đầu. Mình mua rất là nhiều đồ nha. Mà nha các bạn, mình mua rất là nhiều đồ. Mẹ nói nghe nè, nói nghe nhìn mẹ nè. Mẹ muốn mua cái áo này nè, cho mẹ, bán cho mẹ nha. Bán cho mẹ cái áo này nha. Cho hai cái kẹp tóc đi. Từ mẹ mãi cho. Rồi, Sushi chào các bạn đi nào. Xong rồi chào. Bạn thương gia nặng quá. Xong rồi chào các bạn coi. Mình mua cửa hàng Sushi miễn phí. Đâu, chị Su mua nguyên bịch luôn. Siêu thị em á. Tự chế. Sushi bye bye cho. Sushi bye bye con. Nặng quá. Sushi bye bye các bạn nha con. Nặng quá kém luôn. Sushi bye bye các bạn đi con. À, cuốn sổ đó hai cũng có mấy cái trong túi luôn nè. Có lương bếp không em? Hả? Đây nè, mình có mấy cái luôn nè nha. Đây là cái gì? Ờ, rong biển mà nó có mấy cuốn sổ. Sổ này nói về cuộc đời của một người nào đó. Nay mình có mấy túi luôn. Mình mua ở cửa hàng Sushi miễn phí. Có bạn chữ với chữ không? Sẽ không biết sử dụng gì nha. Rồi ok thôi, Sushi chào các bạn đi Sushi. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha. Bye bye các bạn. Rồi thôi, xin chào tạm biệt với các bạn nha. Thì có một phút ngẫu hứng quay hai bé bán siêu thị rồi Sushi chào các bạn luôn con. Bye bye các bạn, mời các bạn xem những video mới của mình nha. Bye bye nhiều quá nha.